Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay cho các em xong cái bài 9.1 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 9.2 các em nhé. Ok, ta có bài 9.2. Ở trên cái tiêu OT, vì các đoạn thẳng OA bằng 3 cm, OB bằng 7 cm. Trên tia đối, chúng ta biết rồi. Tia đối thì nó sẽ là chung góc, nằm trên cùng đường thẳng và nằm khác phía. Em hiểu không nào? Nằm khác phía của tia OT về đoạn thẳng OC bằng 5 cm. Như vậy thì chứng tỏ này, nếu như mà các em khi vẽ ở câu A này, ở câu A mà các em vẽ OT mà các em xuất phát từ bên đây là không được rồi, tại vì nó còn tia đối phía bên đây nữa. Chứng tỏ chúng ta phải vẽ nó chính giữa này, OT trước này. Tia OT này, trên cái tia OT này vẽ 3 cm, ví dụ chúng ta lấy ở đây OA 3 cm, OB ở đây bằng 7 cm ha. Cái đoạn này bằng 7 cm. Trên tia đối của tia OT vẽ OC, vẽ đoạn thẳng OC bằng 5 cm. Đây nghe, đoạn thẳng nha, vẽ cho đúng đoạn thẳng OC bằng 5 cm. Thấy không? Đó, ok. Câu B, người ta yêu cầu gì? Từ đó tính độ dài đoạn thẳng AB. AB thì chia thằng nào lại? Chia thằng C bên đây lại, người ta chia bên đây luôn. Thì em thấy nó có 3 điểm là gì? OAB. Ta làm giống như cái bài 9.1 thầy hướng dẫn em chia rồi đó. Thì khi đó là A nằm giữa, tại vì OA nhỏ hơn OB, 3 cm nhỏ hơn 7 cm, nên A này sẽ nằm giữa. Khi đó OB chúng ta sẽ là đoạn tổng. Đoạn tổng thì chúng ta sẽ để tính được AB thì em sẽ lấy đoạn tổng là OB là bằng 7 cm. Em trừ cho OA là 3 cm thì chứng tỏ AB cái đoạn này sẽ là bằng 4 cm. Có đúng chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra các em nhé. Là ghi như này. Trên cái tia OT, trên tia OT có OA nhỏ hơn OB, cụ thể đây là 3 cm, sẽ nhỏ hơn 4 cm, nên nên cái điểm A nằm giữa nằm giữa O và B, được chưa? Chúng ta có OB sẽ bằng là OA cộng cho AB. Như vậy từ đây chúng ta suy ra AB sẽ bằng OB trừ cho gì? Trừ cho OA. Như vậy chúng ta sẽ có 7 trừ cho 3 thì bằng 4 cm. Ta kết luận vậy, AB bằng 4 cm, xong. Hiểu không? Tiếp tục, người ta yêu cầu của em tính gì? Tính BC. Tính BC. BC thì em chia thành điểm A lại. Chia điểm A lại thì chứng tỏ là gì nè các em? Chúng ta sẽ có 3 điểm C, O với lại B. Khi đó O sẽ là điểm nằm giữa C và B. Em hiểu không? Khi đó chúng ta có BC sẽ bằng là OC cộng OB. Các em lấy 5 cộng 7 là bằng 12 cm. Hiểu chưa? Rồi, ta trình bày ra. Ta có C nằm trên tia đối của cái tia OT, đúng không nào? Còn cái anh B này là thuộc tia OT, nên điểm O nằm giữa hai cái điểm C với lại B. Người ta có, ta có cái gì em? BC nằm giữa, nên BC đoạn tổng chứng tỏ bằng OB cộng OC sẽ bằng 7 cộng 5 là bằng 12 cm. Ta kết luận ở đây là vậy, BC bằng 12 cm, xong. Tiếp tục,
Ở đây người ta yêu cầu các em tính AC. AC đây các em. AC. À, như vậy thì để mà tính được AC thì em chia em lại điểm B lại. Và người ta trình bày tương tự thì O này cũng sẽ nằm giữa C với lại A. Chứng tỏ các em lấy 5 cộng cho 3 sẽ là bằng 8 cm. O này sẽ nằm giữa. Chúng ta cũng trình bày C này là thuộc tia đối, A này thì thuộc tia OT. Giống như ở cái phần này, các em ghi này là ta có C nằm trên tia đối không? Của cái tia OT, còn A thì nó thuộc tia OT, nên cái điểm O nó sẽ nằm giữa hai cái điểm CB. Các em hiểu không? Nên ta có AC nó sẽ bằng là OC cộng OA. Đó nè, OC nó bằng 5 cộng 3 là bằng 8 cm. Ta kết luận ở đây là vậy, AC sẽ bằng 8 cm. Hiểu không? Đó, ok. Đấy các em. Các em hiểu thì nó cái bài nó khá đơn giản chứ chẳng khó các em. Nếu như ở cái bài 9.1 mà các em hiểu á, thì cái bài này các em chỉ việc sử dụng ngón tay các em chia một điểm lại, còn 3 điểm thì đó các em áp dụng công thức của cái bài số mấy, công thức của cái bài số số 8. À, khi nào thì AM cộng MB bằng AB ấy, đó chính là khi M nằm giữa. Em hiểu chứ nào? Đấy. Vậy thôi. Nhưng mà quan trọng ta phải kết luận và tập cách trình bày để chỉ ra được cái điểm nào nằm giữa và vì sao. Vì sao cái điểm đó nằm giữa hai điểm còn lại là mình phải giải thích. Chứ không phải đùng đùng thôi, vì điểm O nằm giữa hai điểm ACB người ta có. Mà ở đây chúng ta phải trình bày ra như thế này, giống như thầy này. Thì khi đó cái điểm số của em nó mới tròn vẹn là được 10 điểm được. Chứ không là giáo viên sẽ trừ điểm các em rất là nhiều ạ. Được chưa? Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Nhà bạn nào có điều kiện thì đăng ký khóa học online sẽ phải tập toán và lý học kỳ 1, kỳ 2 thì alo thầy qua số điện thoại 034 861 0656 em nha. Ok. Chúc em học tốt nha. Bye bye.